Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn quay thêm một video nữa. Và được rồi các bạn ạ, ở cái video này mình sẽ tiếp tục là sử dụng cái bộ đồ Menthen để đi đấu danh như bình thường thôi. Thì lần này thì chúng ta vẫn sẽ nhảy xuống cái khu vực thung lũng như thường lệ các bạn. Được rồi, về trước mắt là chúng ta đi kiếm xe và chạy khỏi khu vực cái trước nhá. Các bạn là từ đấu game đến giờ tôi check là có thằng quái nào ở quanh khu ấy đâu. Thì chúng ta cứ cầm xe tiến hành, chúng ta phải biết đâu mới thấy người. Bolak đây rồi, thấy một thằng này, thấy một thằng ở đây, ôi trời, bật tính này. Mày cái bữa ấy, trời ơi, ok nhá. Mà hạng mục đầu tiên, vỡ đầu con chó này. Quá là easy đấy, các bạn thấy gì chưa? Nói chung ấy là các bạn mà ở quanh khu nào đó mà quá lâu không thấy người ấy, các bạn cứ đi kiếm xe cho mình, xong đi dạo quanh khu đấy là sớm hay muộn là cũng bắt được một thằng thôi. Easy lắm các bạn. Đó, thì mọi người thấy là hộp xác của thanh niên thì sẽ có rất là nhiều cái trang bị này. Nhưng mà mình chỉ có trang tận dụng được những cái trang bị kiểu lựu đạn bom keo đây. Còn những cái đồ khác thì gần như là mình đủ hết rồi đâu nữa. Ok, và sau khi xử lý thanh niên thì xong thì chúng ta sẽ rời khỏi cái khu vực thung lũng này thôi. Chúng ta sẽ tiến qua cái khu vực khác mọi người nhá. Nhưng mà trước mắt là mình sẽ phải đi đổi đồ cái đó. Và vất hết những trang bị cần thiết ra. Đấy, đây rồi, mua được cái mini drone rồi. Nói chung là trong mỗi trận game được mình ấy thì chắc chắn là phải có được trang bị mini drone. Bởi vì đây là một trang bị rất quan trọng. Thiếu nó thì không thể nào mà biết được cái vị trí của địch đâu em ạ. Ok kìa, thằng nào bắn này. À đây, thấy mất rồi. Đây, từ xuống xe luôn này. Thì ra mà trốn trên này à? Nào xe từ mày ra đây. Mày ra đây, vỡ đầu cho con chó. Nói chung thì bắn 100 phát thì chắc là được 1 phát ở trúng đầu, không sao. Miễn là làm sao đạt hạng mục của thanh niên này là rất ok rồi. Được rồi. Và sau khi đã xử lý thanh niên xong thì chúng ta tiếp tục lên xe và chạy ra cái khu vực khác rồi. Ô, phía bên trái là có người này. Đây rồi. Ra đây bạn ơi. Bắn đấy. À, vãi trưởng luôn, bắn 1 phát là đổ xe luôn anh em ạ. Chắc chắn thanh niên sử dụng súng bắn tỉa rồi. Mày ra đây, bắn đấy, bắn hộ tao cái. Nào, có súng bắn tỉa ra solo không? Ra solo tiểu điên không? Thích không? Ngớ và vẫn được bắn cho bây giờ. Ăn liệu đi bạn ơi. Ăn liệu đi, chạy đâu phải đáng. Ui, chạy một thằng điên ăn một thằng nữa đi xe chạy ra đây hiến mạng à? Đây ở cái ổ cái dầm ở chúng mày ra đây lắm thế, ra đây lắm đấy con chó này. Rồi ôi ok nhá, cái bảng thứ tư luôn, quá là easy luôn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên xe tiếp tục là rời khỏi khu vực này thôi. Nhưng mà mọi người để ý ấy, vừa nãy mới xử xong hai thằng điên cái, chắc là bây giờ chúng ta đợi cái một đèn chờ để hết cái xong chúng ta là gọi là quay lại lúc đồ sau nhá, chứ mình không có dại là lúc đồ ở trong cái vùng đỏ đâu, dễ toàng lắm, tôi bị toàng mấy lần rồi. À, mà còn một điều nữa mà mình muốn nói với anh em ấy, đấy là khi mà chúng ta đang ở trong cái vùng danger ấy, là cái tính năng của nhân vật Choro ấy thì nó không chắn được cái vùng danger đâu anh em nhá. Với cả cái thứ hai là khi mà các bạn bật tính năng ấy lên ấy, nó chỉ chắn được đạn này, chắn được nỏ này, cũng như là nói chung là những cái đạn súng thôi. Còn những cái vật dụng như kiểu là dùng xe để cán ấy thì chắn là vẫn qua được cái bảng bảo vệ đấy anh em nhá. Anh em lưu ý nhá. Chứ tôi thấy là nhiều lần ấy, tôi thấy mấy ông tôi đi có xe nó chắc đến, xong mấy ông bật cái màng bảo vệ lên tưởng là chắn được cái ai ra, có chắn được quái đâu, đứng mà tưởng em nhá. Ok, vậy là nói chung là hiện tại là chúng ta đã có cái mạng hạng mục thứ tư rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ gọi là lúc cái hòm sao này nhá. Đấy, có một keo này. Rồi, lên xe chạy khỏi cái khu vực này thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ đi xe thẳng ra cái khu vực của thính này. Nói chung là nếu mà các bạn mà cứ thấy thiếu vắng người là chỉ có ra những cái khu vực cửa thính rồi là chắc chắn là sẽ thấy người em nhá, dù sớm hay dù muộn. Đây trên cổng trời này mình nghĩ được khả năng cao sẽ có một thằng ấy nên chúng ta đi xe lên. Cơ mà cảm giác chỗ cái khu này nó cứ vắng điều gì ấy. Ui dồi ôi, đi xe cái này mà hỏng hết xe lại phải ra gara chữa xe tiền tỷ mất đúng không em? Chứ có xe Lamborghini mà chữa trả tiền tỷ bao nhiêu. Bây giờ chúng ta sẽ đi xe thẳng xuống phía dưới cái khu vực khu dân cư đi, bởi vì phía dưới này có cái hộp thính đang sáng này, khả năng cao ở những kẻ địch nào mà gọi là muốn đi đốt thính thì chắc chắn là sẽ ra cái khu vực này rồi. Ok nhá, đây từ đang ra rồi. Cái UAV quét không thấy người này. Ok, có vẻ như khá là an toàn đấy. Ui vãi trưởng luôn, phóng lựu đây em ạ, ngon. Thì được rồi, có vẻ như ở cái clip lần này thì mình sẽ sử dụng cái combo nó hơi dị một xíu anh em ạ. Đấy là cái khẩu M79 này kết hợp với cả tiệm lên MP40. Thì nhắc cho anh em luôn, đấy khi anh em sử dụng cái combo này ấy, đấy là anh em bắn ở cái vị trí tầm trung trở lên ấy, tầm trung với tầm xa sẽ rất là khó bởi vì không có khẩu súng bắn tầm trung. Nhưng không sao, bù lại tầm gần thì gần như là không có đối thủ luôn rồi. Thằng nào đến là mình bắn cho không chết phát nào, có combo phóng lựu với cả MP40 này thì chẳng ngại bố qua thằng nào cả. Em hiểu không? Cái bên này có thính này, nhưng mà hoang thu rồi. Từ check bên trong thính nhá. Ok, được rồi đấy, quá ngon luôn. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lên xe và chạy khỏi cái khu vực thôi em ơi. Ây da, bỏ đốt đầu quá nhỉ.
Những cái bạn nào mà chơi Free Fire từ phiên bản OB1 đấy thì chắc phải biết là hiện tại là cái vùng bo của ta nó sẽ gọi là cộng dồn sát thương, chứ nó không như đợt đầu nữa. Đợt đầu ví dụ như kiểu là anh em ở cái vòng bo bên ngoài một lúc ấy là cứ mỗi giây là mất là 5 HP chẳng hạn, đúng không? Nhưng còn bây giờ là cái phiên bản OB26 ta nó sẽ cộng dồn lại, nghĩa là ví dụ anh em đang mất 5 HP rồi nó cộng dồn phát 10 HP, 20 HP phát một lời em ạ. Nên là những anh em nào mà có cái ý định là chơi nhân vật Fox thì bỏ đi nhá. Mày hồi bữa ra đây bỏ lạc cái rồi. Rồi ôi, chạy ngang qua, ngang qua cái thùng dầu luôn đấy. À mày đi bắn con nhà người ta à? Vớ va bọn ăn phóng lựu đi em ơi. À bỏ của chạy đến người à? Bắn người ta xong chịu trách nhiệm à? Con chó này, quá là đơn giản luôn. Đấy là thấy gì chưa? Đã bảo rồi, ở cái tầm gần ấy thì không ngại một con thằng nào hết. Chấp nó 10 tay, khoảng 10 thằng ra đây tôi cũng chấp hết luôn. Và vẫn ăn tôm dễ. Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải cuốn máu cho đầy đã nhá. Và hiện tại từ lúc đầu game ấy, mình nhặt được khá là nhiều cái biron. Đấy, tại sao mình nói là đây cái trang bị không thể thiếu. Giờ cái vòng bo ta của 4 thiên cuối sử dụng cái trang bị biron để biết cái vị trí địch thì quá là hợp lý luôn. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là một cái chắc là không đủ đâu. Chúng ta sẽ sử dụng thêm cái trang bị nữa luôn anh em nhá. Nào, quét thêm cái khu vực nữa. Phía bên này, này mình nghi khả năng cao. Ít nhất động mắt được một thằng. Đấy 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 đấy, vừa nói cái chưa gì đã thấy một thằng. Ui, hai thằng luôn à? Hai thằng nhìn ở ngay phía dưới luôn à? Ôi thế mà nãy giờ tôi đi xe qua thế mà không thấy có động thái gì. Thiên sư bọn này nữa. Nãy giờ chắc là toàn đi núp trong nhà thôi. Thế bây giờ bắt đầu là đang nòi đầu ra bắn nhau đúng không? Thế là cơ hội chúng ta đây rồi. Chúng ta sẽ tiến xe thẳng xuống phía dưới luôn nhá. Nào xử cho bọn này luôn. Cho bọn này lên bảng đánh số luôn này. Đâu rồi? À đây đây, bố kêu kêu, người đây rồi. Mày đây. Mày ra đây. Ui giời, mày trốn xong kêu á. Mày đây. Mày trốn ra một kèo con chó này. Ui rồi, mày cứ trốn tiếp đi. Xem mày trốn được bao nhiêu lâu em ơi. Ui vẫn chưa chết là sắp xuống mạnh liệt thế. À đâu, phải cả đái luôn. Mẹ nó. Mày ra đây con chó này. Một thiên nhiên nhá, một thiên nữa. Một thằng nữa nó chơi súng bắn tỉa đấy. Hình nó chơi M82B sao mà bắn đau vãi đái ra luôn. Đây rồi, quả này chú dưng đây là chú sai rồi. Ăn đạn phóng lựu đi em ơi. Mẹ thì sư còn lợn nè. Đùa ai, đùa với tôi là ông sai rồi. Vớ vả vẫn bố láo bắt dạy. Ok rồi nhá. Đó, đã bảo rồi mà, những cái thanh niên nào mà gọi muốn tiếp cận gọi là tầm gần của mình thì chỉ có chết thôi. Tầm xa thì có thể là đối thủ của mình chứ tầm gần á, xin lỗi thì chấp một mắt tự cũng chơi được. Ok nhá. Đấy, con thứ 3 rồi. Bảng súng này. Được luôn. Quá đẹp luôn nhỉ. Mình nghĩ là chắc là cái huy hiệu này thì tầm này chúng ta cũng chẳng cần phải loot đâu, bởi mọi người đều biết đấy. Là cái hiệu là chúng ta sẽ đổi ra những cái trang bị như kiểu là bom keo với cả biron. Trước giờ thì mình hay đổi những cái trang bị đấy. Còn về súng thì gần như là chúng ta chả thiếu. Súng chúng ta chỉ đổi từ đầu game này em ạ. Ok, mẹ thật bọn này lắm bom keo vãi trưởng ra luôn đấy. Thế chắc là bây giờ chúng ta phải bỏ bớt cái đạn súng trường ra. Ui vãi trưởng luôn. Thế thì cũng có luôn cái biron này. Đấy, lấy luôn. Thế là lại có thêm cái nữa để xài thôi. Ok, quét thêm vị trí địch nhá. Các bạn là còn hai thiên niên cuối thôi. Ta sử dụng thêm hai cái nữa, giữ lại một cái. Được rồi, lên xe và tiếp tục đi săn người thôi. Nào để xem cái vị trí niên tiếp theo nó ở quanh khu này không. Quét một phát là thế địch luôn em ạ. Easy vãi trưởng luôn. Ok, thế bây giờ ta tiến thẳng ra cái vị trí này thôi chứ còn gì nữa. Nào ra đây. Đâu rồi? Như này nè, chỉ ở gần cái cùi thôi em nhá. Đây rồi, thằng biết rồi. Mày chỗ nó trên này em ơi. Ra đây. Bắn đấy. Ui vãi trưởng trên số gần. Đấy, sọt gần cái bắn phóng lựu không? Không thể nào đâu bạn nhá. Đừng có bảo tưởng làm ba cái khẩu giật cam rồi chơi phóng lựu à. Mấy cái khẩu giật bắt gióm này nữa. Được rồi, vậy là trên bản đồ ta chỉ còn duy nhất thằng cuối thôi không? Ui vãi trưởng luôn, thằng này một kho bông keo luôn em ạ. Mẹ bông keo nhiều y ngang như mình luôn. Vãi trưởng, nhưng không sao, bây giờ chúng ta chỉ còn một thiên nhiên cuối này. Bây giờ để mình ra mình mua nốt cái trang bị biodon. Ôi vãi trưởng nữa, mua hết sạch bố rồi. Hay là chắc là mỗi mình mua hay sao ấy. Nãy giờ toàn là mình toàn là cái thằng mà giữ huy hiệu mà. Ok, vậy là mình đã sử dụng cái trang bị biodon cuối cùng rồi. Để cái mục đích của chúng ta là đi quét nốt cái vị trí thiên nhiên cuối. Đây rồi. Thì ra là ông này đang trốn trên này đúng không? Ok ok, thấy rồi nhá. Nào có này cho mày ăn lo lựu luôn. Nào, cho lựu nổ luôn này. Mày ở bữa này, thêm quả nữa này. Quả nữa này, 4 quả quá đẹp rồi. Nào, có chết không? Không chết à? Sống mạnh liệt vậy. À, đấy, biết ngay mà phải chết chứ. Sống làm sao được 4 quả lựu quả là quay tứ tung như thế không chết mày lại. Ok, và nếu như mọi người thấy video mình hay thì mọi người đừng quên là để lại cho mình một like và nhớ subscribe YouTube để có thể là ủng hộ cho mình nhá. Và bây giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.